Tên tôi là Nguyễn Quốc Hồng, nguyên là giáo viên trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Tôi đã trải qua 35 năm công tác dạy môn thể dục, đã đào tạo được gần 18.000 học sinh rèn luyện theo môn thể dục, nhưng bản thân thì vẫn mắc nhiều bệnh tật. Trong quá trình dạy và cuộc sống thì tôi thấy bản thân gặp nhiều những khó khăn về kinh tế, vợ thì mê tín dị đoan, rồi thì cúng bái nhiều và gây cho nhiều những cái ức chế trong gia đình, nhiều việc làm cho gia đình mất đoàn kết và tôi cũng mất nhiều cái tự tin trong cuộc sống, cho nên dẫn đến nhiều cái tật xấu, uống rượu, hút thuốc, rồi thì trong người rất nhiều bệnh tật sinh ra như là đau khớp, rồi thì tràng dịch gối, đặc biệt là cái dị ứng trong cơ thể là ăn chất tanh vào, nhiều khi ăn nhiều quá thì lại bị đi cấp cứu. Cho nên là tôi rất là hoang mang trong cái cuộc sống, đời sống của tôi, không biết là tìm phương pháp nào để giải quyết. Tôi tên là Nguyễn Thị Xuân Lan, tôi là chủ một căng tin ở trường học phổ thông cơ sở cấp 2 Chu Văn An. Trước kia là lúc tôi chưa tu luyện ấy, tôi rất mê tín. Ai rủ đi xem bói ở đâu tôi cũng phải đi, hoặc là đi lễ bái ở đâu là tôi tìm bằng cách, bằng được để tôi bỏ tiền để tôi đi. Nhưng mà sau một thời gian thì tôi thấy không hiểu tại sao mà cúng bái nhiều mà cũng lại vẫn cũng chả đạt được cái gì cả. Mà lại còn vẫn gia đình thì vẫn lục đục cãi nhau, con cái thì thầy cô suốt ngày gọi đến để coi như là bảo tôi là mang con về tự dạy. Thế thì tôi bảo là không hiểu tại sao mình cúng bái của gì mà chả thấy có cái gì có tác dụng gì cả. Thế tôi cũng nghĩ là không biết là mình nên như thế nào. Một hôm là vào trung tuần tháng 3 của năm 2013 ấy, thì có bạn học cùng phổ thông đến trường, đến chỗ tôi làm thì hỏi thăm sức khỏe. Thì tôi mới rất là chán, là tôi kể chuyện với cô bạn là không hiểu tại sao tớ từ hồi bố tớ mất đến giờ là tự nhiên gia đình cứ lục đục, xong rồi chị em ruột là tôi bảo không biết bây giờ mình nên đi cái con đường nào cho nó tốt. Lúc đó bạn tôi bảo là mai tôi sẽ mang cho bạn mượn một quyển sách, bạn đọc bạn sẽ thấy là sẽ được giải tỏa mọi cái. Thế thì tôi bảo là làm gì có chuyện sách gì mà hay vậy. Thế thì tôi đọc thì không hiểu tại sao mà quyển sách đó tôi vừa cầm vào thì bắt đầu là cứ ngấu nghiến, coi như đọc liên tù tì, coi quên cả ăn sáng. Chưa đầy một tuần, khoảng vài hôm, khoảng 3-4 hôm ấy thì bắt đầu là hết quyển sách đó. Mà hoàn toàn rất cuốn hút quyển sách đó, không hiểu tại sao nó mỗi lần đọc không muốn đứng dậy đâu, cứ đọc mãi. Đọc bao giờ hết thì thôi. Thế đến đọc đến lần thứ nhất thì thực ra cũng chưa hiểu cái gì cả, nhưng mà vẫn cảm thấy rất muốn đọc. Sau là đến lần thứ hai đọc cái thì bắt tự nhiên cũng ngộ dần ra. Và từ đó là tôi cứ đọc liên tục 3 tháng liền. Nhưng mà tôi lại thấy rất là ngạc nhiên ở cái chỗ là tại sao cái công việc mình cũng làm như thế ở đó, cảm thấy có thời gian hơn cái lúc mà mình chưa đọc sách đấy, tiền lại thấy nhiều hơn. Thì không biết là sao cái tiền cứ thấy nhiều hơn mà đọc lại có thời gian đọc hơn. Cảm thấy là như là mình thay đổi hẳn cái cuộc đời mới của mình ấy. Lúc mà chưa đọc quyển sách này thì tự nhiên là cứ hay bị ngất ấy. Và bị ngất rồi là đau đầu liên tục, cứ bắt đầu nắng lên một tí là đau đầu. Rồi nói chung là có rất nhiều bệnh, rồi huyết áp thấp nhưng mà lại kẹt chứ không phải huyết áp mà nó thấp bình thường đâu. Từ khi đọc sách thì lại thấy hoàn toàn không thấy có những hiện tượng đó nữa. Cái hôm đấy thì là tôi mới tập ở ngoài chỗ điểm luyện công về thì tôi mới thấy hay. Tôi bảo với con trai tôi là ba mẹ con đứng lên phản tập đi. Thế thì cứ tập xong cái này ba mẹ con tập thì thấy hai con trai cũng hứng thú tập. Bắt đầu cũng cứ vào tập. Đến khoảng độ gần một tuần, ông bố tự nhiên thấy ba mẹ con cứ hút ở trên gác, không xuống. Ông bố chạy lên bắt đầu can nhiễu. Cứ phòng lên, xong là mặt đỏ tía tai, xong cứ nói rất là khó nghe mà là như kiểu quát tháo ấy. Xong hôm sau thì tôi bảo là chắc là mẹ phải đi ra ngoài công viên để mẹ tập, để đi ra ngoài đấy xem họ tập nào, để nếu mà có động tác mà sai sẽ có người chỉnh sửa cho, đồng tu nào họ chỉnh sửa cho. Thế thì vừa mới bảo là đi ra đấy thì định đi ra cửa thì xã nhà này bảo là
hôm nay tao cấm mày đi đấy nhá, mày mà đi mày chết mày tao. Nhưng mà hôm đấy tôi vẫn cố gắng, tôi phải đi. Đến hôm sau thì thôi, mình nghĩ là không để căng thẳng ấy, thì mình bảo là thôi, mấy mẹ con mình thôi tập ở nhà đi. Thế thì tôi đứng ở dưới tôi tập. Thì tập thì anh cứ mở cái TV nó to lên để cho không nghe được tiếng nhạc. Không ấy thì đeo tai nghe để tập. Thế rồi cứ lâu ngày như thế thì bắt đầu là tự nhiên có một hôm ông chồng bị nước tràn dịch gối. Thì anh ấy đau, anh cứ rên hừ hừ mà không đi được, bò cũng chả bò được. Thì tôi mới bảo là thôi, anh cứ nghe em là không sao cả. Đây em ngồi thiền, anh cứ ngồi đi, ngồi thiền với em một lúc đi. Cứ rón rén chân xong bắt đầu thì cái tay tôi cũng đẩy cái chân của anh lên, anh kêu đau lắm nhưng mà bảo không sao, cứ một lúc là hết. Đến lúc anh ngồi xong thì khoảng độ nửa tiếng thì bắt đầu là bỏ chân ra thì cái chân anh nó không có, cái nước nó không bóng như cái lúc đầu ấy. Thì nó xẹp đi xong bắt đầu nó lại chỉ đỏ thôi. Thế là cuối cùng là anh ấy đứng dậy được. Đứng dậy được thì tưởng là nghỉ làm, phải là nghỉ làm mấy hôm ấy, nhưng mà cuối cùng đến sáng hôm sau thì thứ hai là anh đi làm lại đi bình thường. Thế thì tôi thấy là từ khi tôi gặp quyển sách đó là từ khi là đúng là cái thời gian đắc pháp là năm 2013 đấy, tháng 6 đấy. Gia đình hoàn toàn nó thay đổi toàn bộ luôn. Cũng cảm thấy gia đình rất là hòa ái, bỏ hết cả những cái thói hư tật xấu của anh đi. Thế là mình tự nhiên mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Từ khi học đắc được pháp này thì mọi cái đều thay đổi, đều trở nên rất là tốt đẹp. Đây là một môn pháp mà tu cả tâm lẫn thân, được rất là nhiều lợi, không có hại tí nào, 100% lợi luôn. Môn của Phật gia nhưng tu tại gia luôn, không mất tiền mà khắp thế giới đều rất nhiều nước đã đều biết cái môn pháp này. Rồi mà khi vợ tôi bắt đầu tập môn pháp Luân Công ấy, thì tôi thấy là thứ nhất là về sức khỏe, là vợ tôi không còn cái bệnh gọi là tự yên ngã hoặc là rức đầu hoặc là kêu lọ kêu kia về thân thể rất yếu, nhưng đến khi tập pháp Luân Công là khỏi. Cái điểm nữa là vợ tôi là thay đổi toàn bộ về tính nết mọi thứ, không chấp với lại mọi người xung quanh, rồi thì làm cái việc ở trong căng tin ấy, nhưng mà buôn bán rất thật thà, vì là nó là cái tạo đức cho con người. Khi mà đã học pháp thì vợ tôi hỏi là pháp này là có một cái ý nghĩa gì với em mà em lại làm được như thế, thì vợ tôi nói là đặc điểm của pháp là chân thiện nhẫn. Thế thì tôi rất là ủng hộ vợ tôi khi làm những việc này, mang lại đức cho cả gia đình mọi thứ. Thế nên là tôi thấy vợ tôi đã thay đổi toàn bộ về tính nết, về cách sinh hoạt, về sức khỏe, đối xử với mọi người trong gia đình rất tốt. Cho nên là cái vợ chồng con cái rất hòa ái. Điều đó tôi thấy là pháp đã mang lại cho gia đình tôi một niềm hạnh phúc rất lớn. Pháp Luân Công đến với tôi thì thật là rất là khó khăn. Nhưng mà đến với vợ tôi thì tôi theo dõi quá trình hơn một năm. Thế trong quá trình đó thì tôi vẫn, hàng ngày tôi vẫn đưa vợ tôi đi ra công viên luyện tập, nhưng mà tôi thì không tập. Thế đến khi mà tôi bị cái bệnh tràn dịch gối rất đau đớn trong một thời gian khoảng 3-4 ngày đó, tôi đi lại rất khó khăn. Thế đến khi vợ tôi động viên bảo rất nhiều người đã tập môn pháp Luân Công này đã khỏi bệnh, mà tại sao anh không tập, thế anh hãy đi trải nghiệm xem. Thế lúc đó tôi cũng đi theo vợ tôi ra ngoài công viên. Thế tôi cũng xem mọi người tập, nhưng mà thực tế là tôi ngồi đấy, nhưng mà tôi vẫn cứ để ý xem là tôi so sánh giữa cái tập pháp Luân Công đấy với cái môn tôi dạy, môn thể dục, nó khác nhau ở điểm nào. Thì tôi thấy là rất là từ từ rồi thì tĩnh. Bắt đầu tôi ra, tôi tò mò tôi ra, tôi cũng nhìn, tôi cũng tập theo. Thế dần dần tôi tập thì tôi thấy cứ dần dần là người nó cứ nhẹ nhàng đi. Đấy, chân thì nó đỡ đau. Thế mặc dù lúc đầu ngồi là rất đau, nhưng dần dần tập xong ấy thì thấy cơ thể nhẹ nhàng, các cái huyệt mạch rồi mạch máu được đả thông. Thế là từ đó tôi tập đến ngày thứ 3 thì bắt đầu ở tại công viên thì chân tôi không thấy đau gì nữa. Thế và mọi cái thứ trong cơ thể tôi thấy rất nhẹ nhàng. Thế rồi thì tôi thì lại có cái chứng là nghiện rượu, hút thuốc. Hai cái này tôi tưởng đời tôi không bỏ được. Nhưng mà đến khi tôi tập được một thời gian thì tôi thấy là tự nhiên không thấy thèm rượu rồi hút thuốc nữa. Thế thì đấy là một cái mà tôi rất là ngạc nhiên. Và chính thức là từ tháng 5 năm 2014 là tôi bắt đầu bảo tôi phải vào tập môn này. Tôi quyết tâm tôi vào tôi tập luyện thì thấy khỏe mạnh lên này, rồi da rẻ thì không còn đen như trước nữa, không gầy gò nữa.
Cái đặc biệt nữa là cái bệnh dị ứng của tôi. Đấy, khi mà ăn chất tanh vào là ngứa ngấy kinh khủng. Thế đến khi tôi tập được khoảng 5-6 tháng thì bắt đầu tôi ăn thử cua. Không thấy gì nữa, tôi bảo, bây giờ tải quá. Đặc điểm của Pháp Luân Công là chân thiện nhẫn. Con người ta mà nắm chắc được nguyên lý của ba cái đặc tính này thì nó là mang tính nhân văn rất cao. Nó rèn luyện cho con người ta bỏ những thói hư tật xấu, không đố kỵ, không chấp trước và làm cho con người ta trở thành những người tốt đối với nhau, là người với người rất là hành xử đúng đắn. Hai nữa, môn Pháp Luân Công này thì nó khác với các môn khác, không thu tiền học phí, bắt người ta phải làm cái nọ làm cái kia. Đấy là cái mà đẹp nhất của Pháp Luân Công, là hoàn toàn tự nguyện, người với người đến với nhau bằng tự nguyện. Ai thích học thì học, ai không thích học thì thôi, nhưng đã học thì phải là học cho chính pháp, phải học cho chính, trong tâm phải sáng, không được nói dối. Tôi khẳng định với các bạn, khi tập Pháp Luân Công, người ta sẽ thay đổi toàn bộ về đạo đức này, về sức khỏe này, về tư cách con người, lối sống và mọi thứ. Việc học Pháp Luân Công không cấm chúng ta thờ cúng ông bà tổ tiên. Đấy là nét đẹp của người Việt Nam. Còn hiện nay 114 nước trên thế giới, người ta tập luyện môn Pháp Luân Công này, hàng trăm triệu người tập Pháp Luân Công, thấy giá trị của Pháp Luân Công mà người ta tiến hành tập. Và đây là toàn những nước tiên tiến. Riêng trên thế giới, hiện nay chỉ có mỗi Đảng Cộng sản Trung Quốc đấy là có những cái là đưa ra sách nọ sách kia cấm đoán Pháp Luân Công. Vì sao? Vì người ta đố kỵ với Pháp Luân Công. Cái này đã vi phạm là luật pháp quốc tế, vi phạm nhân quyền của con người, cần phải chấm dứt ngay. Học Pháp Luân Công, tôi tin tưởng rằng sẽ thay đổi bản thể của chúng ta. Thật phúc cho những ai không thấy mà tin. Khuyên rằng mọi người tìm Pháp Luân Công để trải nghiệm và thấy vẻ đẹp của Pháp Luân Công và sự thần kỳ của Pháp Luân Công.